Hello, chào các bạn nha. Mình vừa nhận được cái đơn hàng từ trên Shopee. Cái này là bẫy chuột tự động nha các bạn. Hai cái nó là 76.500 nha. Ở đây nó có ghi là bẫy chuột tự động thông minh có nắp trượt. Giờ để mình khui bên trong cho các bạn xem thử nha. Nó nhiều bộ phận riêng biệt các bạn, mình phải lắp ráp lại nha. Cái này là nó để dùng để lắp ở trên cái thùng bê của mình đó các bạn. Đây các bạn, giờ cái những cái bộ phận của cái bẫy chuột thì nó như thế này ha. Giờ mình sẽ lắp ráp lại nha. Cái này tạm thời mình bỏ qua bên đi, chủ yếu là ráp hai cái miếng vàng này các bạn. Cái này cái chiều nào cũng được chứ nha các bạn, để thôi mình ráp đây trước đây. Ở đây nó có mấy cái khớp này các bạn gài vô. Đó các bạn. Hai cái, ba cái. Rồi bên đây cũng vậy. Đầu nào cũng được nha. Một. Hai. Ba cái. Rồi xong rồi cái nắp này mình sẽ đẩy lên trên ha. Rồi tương tự bên đây cũng vậy các bạn. Rồi là xong cái nắp các bạn. Rồi cái phần nào, cái miếng màu đen này là cái miếng giống như cái miếng bọc bên vậy các bạn, cứ việc để như vậy ha. Em để như vậy. Đó, vậy là xong các bạn. Chuột nó đi vô thì ở đây nó sẽ bọc bên ha. Đó thì sau khi mình lắp ráp xong thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Cái này thì mình đã lắp ráp xong rồi. Rồi với lại mình có để màu vô trong đây luôn rồi nè. Đó các bạn thấy không? Ở đây mình dán một cái miếng băng dính nè các bạn. Rồi mình để mấy cái hạt gạo hay hạt nếp, hạt lúa gì đó. Nên nó dính dữ lắm nè, nó không có đổ nữa. Đó mình để hết thôi. Ở đây mình có cột cái sợi dây này để dành. Ví dụ như các bạn không có hạt lúa, hạt nếp thì các bạn đưa một cục thịt hay là cái gì đó vô trong cái sợi dây rút này nè. Đó các bạn rút lại thôi. Ở trên đây mình cũng có làm thêm một dự phòng, thêm một cái bọc thức ăn các bạn, thức ăn cá với lại lúa á, thì coi chuột nó thích ăn cái gì thì nó vô nó lựa nha, cho nó lựa thoải mái luôn. Rồi cái miếng bọc bên này thì mình thấy nó bọc bên nó hơi yếu, thành ra mình có khoan ở đây một cái lỗ mình bắt con bù lon các bạn, cho nó bọc bên cho nó mạnh lại tí xíu ha. Chứ tại vì khi mà mình để cái mồi trên đây nè thì mình thấy nó bọc hơi yếu á, thì mình cho cái khoan cái con bù lon cho bọc cho nó mạnh á. Đó, nó mạnh, bật lên mạnh lại nó cũng cứng cáp nữa. Rồi thì mình sẽ lấy cái thùng bê mình ốp vô nha. Ở bốn cái mép này nó có bốn cái móc nè các bạn. Cái này là vừa nó móc vừa với một cái thùng bê luôn đó. Giờ mình chỉ cần móc vô cái thùng bê thôi. Các bạn kiếm cái thùng bê không nhà mình đó, rồi các bạn đổ tầm khoảng một gang tay nước á, đừng cho chuột nó vô, nó không có thể nhảy ra được các bạn. Còn nếu mình để khô thì nó nhảy nha, chuột thì nó để khô nó nhảy dữ lắm luôn. Có nước thì nó chỉ bơi thôi, cái giò nó không có đụng được cái đáy thùng thì nó không có nhảy được. Đây các bạn, cái đồ này nó làm thiết kế hơi bị ngu tí xíu nha, tại khi mà mình để một chút xíu cái thức ăn ở ngoài trước thì nó không có chịu bập bên nha, nó nặng đầu á. Các bạn thấy không? Đó, thành ra mình phải khoan nha các bạn, khoan ở phía đây mình đưa cái con bù lon vô nha, để cho nó đủ cái độ nặng nó giữ lại. Rồi ở dưới đây mình chét một ít cái bơ nha, chét bơ nó thơm á. Các bạn thấy không? Chỉ cần để gắn cái cục này vô rồi nó bật bên là được rồi ha. Nãy thì nó không chịu bật bên nha. Đó các bạn. Rồi giờ là ok ha, mình chỉ cần kiếm chỗ đang mình đặt thôi nha. Mình đi ra thăm cái bẫy chuột thử nha các bạn. Không ngờ để 3-4 ngày rồi không có thấy nó dính gì trên cái bẫy này, như là nó kém hiệu quả các bạn ơi. Nó chỉ đặt ở trong cái tôm ở bên đó ăn cái nữa kìa. Giờ để mình vô mình thăm cái bẫy này trước nha. Bẫy này mình thấy nó bẫy này thấy nó dở quá các bạn ơi. Không ra 4-5 ngày rồi mình cũng gắng mình để thử coi
đổi nhiều chỗ thử coi có dính không, mà không có dính chứ. Bộp. Dính còn các bạn ơi. Em mình dở ra thôi. Dở ra luôn. Chết quẹo đây luôn. Chết rồi bạn ơi, dính còn chết chết trong đây luôn. Mình đổi đi cũng ba chỗ rồi các bạn. Thì hồi nãy vô quậy đổi ba bốn chỗ mới dính nha. Đây nè. Nước nhiều quá nổi chết quẹo luôn. Cái thùng này mình thấy như là dính hai con các bạn ơi. Đây nè. Nãy có con nó bị chìm. Này đổ nước ra bớt các bạn. Thôi đổ luôn đi, nước này dơ quá. Nước này nó hơi bị hôi các bạn ơi. Bên đây dính được hai con. Tại nói chung là cái ô này của mình có nuôi ốc đó các bạn, ra chuột nó vô đây nó phá ốc á. Thì nó mới dính được nha. Còn bình thường các bạn để cái bẫy này mà để ở những cái nơi nào mà ít chuột á thì nó cũng khó dính lắm. Cái bẫy này nói chung nó thiết kế cũng nói là nó thiết kế thông minh vậy thôi, chứ thực tế con chuột thì nó khôn hơn cái bẫy này các bạn ơi. Không có dễ dính nó đâu. Chỗ này mình để hôm gài cũng 4-5 ngày rồi các bạn. Nó mới dính được hai con nè. Chứ thực tế chuột ở ngoài đồng ruộng mình thì nó nhiều lắm nha. Đây các bạn, mình có để trên đây nữa. Để dưới thì sợ mấy con gà này kia nó mổ. Trong đây không có dính. Thức ăn còn y nguyên à các bạn. Cái bẫy này nói chung mình thấy bắt không có hiệu quả bằng mấy cái loại bẫy mà làm bằng mấy cái sợi dây chì á các bạn, bẫy hai đầu rồi đó, hoặc là bẫy đập thì nó hiệu quả hơn. Bẫy này hôm gà mình mua tới nay mình đặt là khoảng 5 ngày rồi các bạn. Mà mình ra mình thăm hoài rồi nó chỉ dính được có con nãy thôi à. Thì theo mình đánh giá thì cái bẫy này thấy nó thiết kế theo cái kiểu như thôi. Nó đánh lừa cái thị giác của mình thôi các bạn, chứ thực tế thì con chuột thì nó không có làm như nó thông minh hơn cái bẫy chuột này, thành ra nó không có vô các bạn ơi. Nó đi nhiều khi nó phập phiều nghe mấy chỗ này phập phiều nó đâu có mới sợ các bạn. Với con chuột nó cũng nhanh lắm. Ví dụ như nó đây, nó tới 4 cái chân nè, ví dụ như mà hai cái chân nó bước tới gì, nó nghiêng cái này xuống một bên, nó nghiêng xuống thì nó còn hai chân sau nó ghì lại. Thì cái nguy cơ nó lọt vô thì cũng nói chung là khó lắm. Con chuột nào tham ăn quá nó mới chạy vô đó thôi. Còn những clip mà người ta làm review để bán cái sản phẩm này á, thì theo mình nghĩ chắc để cái thùng bê này trong nguyên cái chuồng bự hay sao đó chuột nó mới vô dữ vậy đó, chứ không thể nào mà hiệu quả theo kiểu như clip đăng quảng cáo được. Rồi clip review cái sản phẩm bẫy chuột thông minh của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Các bạn xem clip thấy có hữu ích thì cho mình xin một cái like và một cái đăng ký kênh nha. Chào và tạm biệt các bạn.